Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video của tạp chí Đông y, kênh chia sẻ những kiến thức về sức khỏe và những bài thuốc về dân gian, nguyên liệu được lấy từ tự nhiên. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Các bạn thân mến, các bạn có biết rằng cách chữa bệnh trĩ bằng lá diếp cá được nhiều người sử dụng và tìm hiểu nhờ sử dụng nguyên liệu từ thiên nhiên lành tính, an toàn mà lại cực hiệu quả. Cây diếp cá là một bài thuốc nam rất quý trong vườn nhà mà nhiều người không biết. Ngoài công dụng lợi tiểu, mát gan, sát khuẩn, rau diếp cá còn được sử dụng là một vị thuốc để chữa bệnh trĩ rất tốt. Theo đông y, rau diếp cá có vị cay, tính hơi lạnh, giúp thanh nhiệt và giải độc cho cơ thể. Lợi tiểu, sát trùng, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rau diếp cá có tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và sát khuẩn rất tốt. Chính vì thế rau diếp cá có công dụng chữa bệnh trĩ và được nhiều người tin dùng. Trong rau diếp cá có chứa lượng lớn quercetin, isoquercetin có tác dụng làm bền chắc tĩnh mạch và mao mạch. Ngoài ra, tinh dầu trong rau diếp cá còn có tác dụng kháng viêm, diệt khuẩn và tiêu sưng rất tốt. Vì thế, với những người mắc bệnh trĩ, rau diếp cá có tác dụng ngăn ngừa táo bón, giảm tình trạng viêm nhiễm ở hậu môn, co mạch bối trĩ, từ đó được sử dụng làm bài thuốc để chữa bệnh trĩ. Chính vì vậy mà ngày hôm nay, tạp chí Đông y sẽ chia sẻ cho các bạn hai cách chữa bệnh trĩ tại nhà bằng rau diếp cá. Vậy cách làm và áp dụng như thế nào cho đúng cách thì giờ xin mời các bạn hãy cùng sơ chế diếp cá nhé. Giờ các bạn rửa sạch rau diếp cá đi. Chuẩn bị một cái bát có sẵn một chút nước lọc, sau đó cho vào 2 muỗng cà phê muối trắng và khuấy đều. Sau khi muối hòa tan vào trong nước thì các bạn cho rau diếp cá vào. Chúng ta sẽ ngâm như thế này tầm 5 phút. Như vậy mình đã ngâm được 5 phút, giờ mình vớt ra. Và đến với cách 1 thì nguyên liệu của chúng ta rất đơn giản, chỉ cần 15g rau diếp cá là xong. Giờ dùng một cái cối giã, sau đó các bạn cho rau diếp cá vào, giã nát ra. Và đây là rau diếp cá sau khi mình giã nát, giờ mình cho ra một cái bát. Và như vậy là chúng ta đã xong cách 1, rất là đơn giản phải không các bạn? Và cách sử dụng như sau, đầu tiên các bạn sẽ vệ sinh thật sạch vùng hậu môn, sau đó thấm khô đi. Giờ lấy rau diếp cá giã nát, đắp trực tiếp vào hậu môn, đắp và giữ nguyên như thế tầm 20 phút, sau đó rửa sạch lại là xong. Với cách này thì một ngày các bạn áp dụng một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ. Để có hiệu quả cao và nhanh thì cứ cách một ngày, chúng ta sẽ áp dụng một lần các bạn nhé. Giờ không để các bạn đợi lâu, hãy cùng mình sang ngay với cách 2. Đến với cách 2 thì nguyên liệu của chúng ta bao gồm 500ml nước lọc, rau diếp cá khoảng 30g. Chuẩn bị một cái bếp và một cái nồi, sau đó các bạn đổ 500ml nước lọc vào. Cho rau diếp cá vào. Đậy vung lại bật bếp lên, chúng ta sẽ đun sôi nhỏ lửa tầm 10 phút là được. Như vậy là mình đã đun được 10 phút, giờ mình tắt bếp, mở vung ra.
Như vậy là chúng ta đã hoàn toàn xong cách hay và đây là nồi diếp cá vẫn còn nóng của chúng ta. Rất là đơn giản phải không? Và cách sử dụng như sau. Ngay sau khi các bạn đun xong và vẫn còn nóng như thế này thì chúng ta sẽ dùng để xông hậu môn các bạn nhé. Các bạn xông cho tới khi nước nguội hẳn đi là được và cuối cùng rửa bằng nước lọc, sau đó lau khô đi là xong. Với cách này thì một ngày các bạn áp dụng một lần và có thể áp dụng hàng ngày để có hiệu quả tốt nhất. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn hai cách chữa bệnh trĩ tại nhà bằng rau diếp cá. Mình mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn trong cuộc sống. Hãy like và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.